tướng quân Bảo Trọng. Thạch Ngưu rơi lệ huyết, từ mẫu thổ tiên hồng. Thạch Ngưu rơi lệ huyết, từ mẫu thổ tiên hồng. Trời ơi, thiết quải lý à, gậy thiết dùng để chống đất chứ không phải là đánh người ta đâu. Thích dùng sao thì dùng chứ. Quỳnh coi bộ dạng của mình kìa, xấu xí quá, sao lại uống rượu như vậy được chứ? Sao ta lại xấu xí chứ? Quỳnh không xấu, là động tác của Quỳnh xấu thôi. Quỳnh, cái tên đồng tử chăn trâu này coi ta đánh Quỳnh sao này. Đứng lại, ta không đứng lại đi. Đồng tử chăn trâu, ta là Hán Trung Ly, bây giờ ta ngang vai ngang vế với Quỳnh rồi đó biết chưa? Ai nói là ngang vai ngang vế chứ? Ta thành tiên sớm hơn Quỳnh mà. Hả? Sớm là lợi hại sao? Quỳnh không nghe Thái Thượng Lão Quân nói sao? Trí tuệ ta cao hơn Quỳnh. Bây giờ á, chúng ta đều là chân nhân tứ phẩm, phi thiên chân nhân, nhưng mà ta có thể cá với Quỳnh. Ta nhất định sẽ lên tam phẩm sớm hơn Quỳnh, trở thành Thái Thượng chân nhân. Tu hành của hai người tới đâu rồi hả? Sư phụ à, tụi con chán quá nên chửi nhau chơi vậy thôi mà. À đúng rồi đó, chơi thôi mà, không có gì đâu. Bây giờ là lúc dẫn chơi sao? Ác ma đã xuất lòng, hai người phải tranh thủ tu luyện để chế ngự ác quỷ. Đúng ra thì chúng ta phải có tới 8 người chứ, tại sao bây giờ chỉ có hai chúng tôi thôi vậy? Ờ đúng đó, vậy còn 6 người kia đâu? Sư phụ à, chừng nào họ mới lên đây vậy? Bác tiên sinh ra để ứng cấp, bộ nói lên là có thể lên sao? À, nghe nói một trong bác tiên chúng ta sẽ phạm tình kiếp ngàn năm, không biết là ai hả? Con biết rồi, chắc chắn là người có chữ sắc đứng đầu đó. Còn dám cá là hắn nhất định phải ở trần gian, quan hệ với phụ nữ cho đủ rồi mới lên. Hỗn sược, quỳ xuống. Thân là tiên nhân, hành động lời nói phải kiểm điểm một chút mới có thể làm gương cho người đời. Phạt con quỳ xuống kiểm điểm. Sư phụ à. Quỳnh cười gì vậy? Ta cười Quỳnh đó, muốn hỏi phạt bao lâu cũng không dám hỏi nữa. Quỳnh không dám cười ta phải nữa. Cười rồi, ta dám cá với Quỳnh, Quỳnh không có dám đứng dậy đâu, có đúng vậy không hả? Quỳnh, ta nghĩ sẽ không phạt lâu đâu, chỉ một chút thôi mà. Mẫu đơn tiên tử, mẫu đơn tiên tử. Đông Hoa thượng tiên, chắc chắn con nhìn thấy chuyện thú vị dưới trần nên mới nhập tâm như vậy. Đúng vậy, hôm nay là tháng lễ Du Lan, người phàm đều viết nguyện vọng lên lồng đèn cầu xin thần linh phù hộ. Người phàm đều hy vọng thần linh có thể loại trừ phiền não dùm cho họ, mà lại không biết thần tiên cũng do con người biến thành thôi, họ cũng có phiền não của họ mà. Ngài nói rất đúng, tâm nguyện của người phàm thực ra cũng giống như nhau thôi, không phải cầu tài cầu danh thì là cầu lợi. Không phải ai cũng như vậy đâu, như người này nè, họ xin cho phu quân sớm ngày bình an trở về. Còn người này nữa, mong cho thê tử bình phục, thà chịu giảm thọ 10 năm. Họ đúng là có tình có nghĩa mà. Từ cổ đa tình không dư hận, khi nào người phàm mới có thể thoát khỏi đây? Con người đâu phải cỏ cây, làm sao mà vô tình họ chứ. Họ thực sự đã quá xem độc chữ tình rồi, mà không biết rằng tai họa sắp ập xuống đầu của họ. Ý của thượng tiên chính là chuyện trời đất sẽ có một tai kiếp sao? Không phải là bác tiên quy dị sẽ có thể giải quyết tai kiếp sao? Bây giờ Hán Trung Ly và Thiết Quải Lý đã đắc đạo rồi, chỉ còn thiếu 6 vị nữa, thượng tiên còn lo gì nữa chứ? Chuyện này thì cô không biết rồi. Tuy nói chỉ thiếu 6 vị, 4 vị trong đó đã chuyển thế rồi, nhưng mà 2 vị còn lại vẫn chưa được đầu thai, mà ác quỷ đã bắt đầu hoạt động rồi. Không lẽ các tiên hợp lại với Phật Tổ Như Lai cũng không chế ngự được ác quỷ sao? Đây là tai kiếp, tất cả tai kiếp đều phải trải qua, ai cũng không thể thoát khỏi. Trong các tai kiếp thì kiếp tình là khó vượt qua nhất, mà trong số bát tiên này có một vị tiên phải vượt qua tình kiếp ngàn năm. Tình kiếp ngàn năm, không biết là vị tiên nào nữa đây. Á, người này sao quen quá vậy? Đông Hoa thượng tiên, Đông Hoa thượng tiên. Nhất nhập thâm cung lý, vô do đắc kiến xuân, đề thi qua diệp thượng, ký ngữ tiếp lưu nhân. Đây không phải là thơ tư xuân của người trong cung sao? Tại sao Đông Hoa thượng tiên, không lẽ ngài muốn ám chỉ điều gì sao?
Này quý nhìn kìa. Hà Tiên Cô ở đây nè. Ông nhìn cho rõ đi. Cái gì? Có phải trên mặt của ta nổi cái gì không? Có hai con mắt, một cái mũi với lại một cái miệng, đúng không? Trời ơi, ông nghiêm túc một chút đi có được không? Bởi vì hôm nay có một người rất quan trọng tới thăm cô đó. Là người nào? Thiên cơ bất khả lộ. Được đó, ông biết mà cũng không nói cho ta nghe. Bộ ta giống người nhiều chuyện lắm sao? Trời chết rồi, còn hai con phố là hẳn qua tới đây rồi, còn con trốn cũng không thoát được đâu. Ông nói thật đi, hôm nay lúc ở trà lâu, ông đã nói gì với cha ta vậy hả? Ta đã hứa với cha cô không nói rồi, phải giữ lời hứa. Nhưng mà ta có thể giúp cô đó. Làm như vậy? Ê, lấy cái lẻ bôi lên mặt, đàn ông nhìn thấy chắc chắn sẽ không lấy cô đâu. Này này này. Thì ra ông kêu ta tới đây là muốn dụ ta coi mắt giùm cha ta sao? Trời ơi, ta đang giúp cô đó mà. Trời, tránh ra đi. Ta là Tây Thi đậu hũ nổi tiếng ở đây mà. Giả xấu người ta có tin hay không chứ? Đúng vậy là Tây Thi đậu hũ đó, tôi không gạt nhà đâu. Để ở đó kìa. Ê, ở trong thành này á, ta dám nhận hạng gì không ai dám nhận hạng nhất đâu. Trời ơi, Trương Quả Lão à, cái đùi gà cũng phải ăn như vậy đâu. Phải ăn vậy nè. Bình thường cũng đâu có như vậy đâu. Thật không ngờ phí tướng quân như huynh mà cũng tới coi mắt nữa. Thật ra đây là ý của mẹ ta, bản thân ta không muốn thành thân sớm vậy đâu. Ta biết rồi, huynh không muốn làm trái ý mẹ huynh, cho nên mới kén cá chọn canh để kéo dài thời gian. Cô cũng vậy thôi mà, vì không muốn thành thân thì cố ý hù người ta. Ta cứ tưởng Tiên Cô là người tập võ, không ngờ cô cũng thích son phấn nữa. Đều là con gái mà, ai mà không thích đẹp chứ. Tin vui nè, mọi người qua đây đi. Tin vui. Ồ đó, cậu thích nhiều chuyện nữa chứ. Qua coi thử coi, có tin gì vậy? À, nghe nói trong đó là kinh thư mới được thỉnh về đó nghe. Tôi cũng nghe nói hoàng thượng dự định phân phát cho các châu sao chép đó. Đường Tâm Tạng đi tới Tây Thiên để tỉnh kinh, dọc đường gặp vô số hiểm nguy yêu ma quỷ quái tới quấy rối. May nhờ có Tôn Ngộ Không 72 phép thần thông bảo vệ sư phụ thỉnh kinh về, phổ độ chúng sinh mãi mãi thái bình, mãi mãi thái bình. Đúng là quá tốt rồi, có được chân kinh ta sẽ không cần ba bước cuối một cái, năm bước lại một cái. Thành ta năm nay đặc biệt nhiều chuyện đó, thiên thần nổ sát khí nặng, hôm nay Lý Tứ Dông, ngày mai Trương Tam chết, miễn chịu phạt, cống hiến nhiều. Quỳnh hát lung tung gì vậy? Ê, là đạo sĩ Miếu Thanh Ngưu nói với ta đó. Lại là hắn. Tin hay không thì tùy huynh, hôm trước chết đi thôi lão đầu, hôm nay Dương Võ mua quan tài. Cái gì? Huynh nói ai chết vậy? Tiểu Tuyên, con trai của Dương Võ, chúng ta chết rồi. Ai nói chúng ta chứ? Thanh Ngưu đạo sĩ nói với ta đó. Thật là quá đáng. Nè, không phải phí tướng quân muốn đi Miếu Thanh Ngưu chứ? Cô nói đi. Phòng miếu. Phí tướng quân. Phòng miếu. Ta nghĩ sau này huynh ra ngoài phải cẩn thận một chút. Tại sao vậy? Nhanh lên. Ta sợ tên đạo sĩ thúi đó sẽ gây phiền. Bên này nè, nhanh lên. Nhanh lên. Đừng nói hắn là đạo sĩ giả, cho dù hắn được thần Thanh Ngưu nhập vô người, ta cũng không sợ được. Nè Tiên Cô, cho mượn son phấn của cô xài chút đi. Làm như vậy? Chút nữa cô sẽ biết thôi. Đưa đây đi. Nè. Đa tạ. Làm thái quà. Quỳnh làm gì vậy? Quỳnh coi nè. Thanh Ngưu chảy nước mắt. Sai rồi, là Thanh Ngưu rơi lệ máu đó. Hôm nay hắn tới số rồi. Tướng quân, ngài còn nhớ lần trước lúc vị thần kia xuất hiện đã nói với ngài hai câu hay không? Thần tiên gì chứ, là yêu quái thì có. Không phải đâu tướng quân, thượng tiên đã nói Thanh Ngưu rơi lệ máu gì đó, ngài coi không phải đã ứng nghiệm rồi sao? Nè, hai quân nói gì vậy? Tướng quân, chẳng lẽ ngài đã quên rồi sao? Dĩ nhiên ta nhớ rồi, câu sau là từ mẫu thổ tiên hồng. Hả? Vậy tức là bà mẹ hiền từ sẽ thổ quyết. Nè, huynh đừng có nói bậy. Mẹ ta hướng Phật đó, Phật tổ nhất định sẽ bảo vệ bà mà, tuyệt đối không sao đâu. Đợi khi hầm xong,
tăng vô sẽ được trường sinh bất lão rồi. À. Ê, nhanh lên, nhanh lên. Ê nè, đứng lại. À, nhanh lên, nhanh lên. Đứng lại. Ê, thơm quá vậy ta. Ê, bên đó kìa. Với kinh nghiệm ăn bao nhiêu năm của mình chắc chắn là thượng phẩm. Hả? À, hà thủ ô ngàn năm. À, nếu như nấu lâu một chút thì sẽ càng ngon hơn đó. Nè, sao ông dám ăn lén đồ của ta hả? À, chết rồi, ăn lén mà quên lau miệng chạy thôi. Nè, trời ơi, ăn hết một nửa rồi. Lão tặc kia coi ta có xử ông hay không. Nè, ông đứng lại. Đứng lại đi. Đứng lại. Quay lại. Đi. Hey. Lão tặc kia, lén đồ của ta còn không đứng lại nữa hả? Hả? Thì là tên yêu quái này hả? Yêu quái thì đáng đánh, ăn trộm đồ thì không đáng đánh sao? Trộm gì khó nghe dữ vậy? Ở trên nồi đâu có đệ tên của ngươi đâu chứ. Lão tặc khốn này còn dám cãi bướng nữa. Lão tặc chết tiệt khốn kiếp này. Có gì hay ho đâu, ta ăn có mấy ngụm thôi mà. Trả cho ngươi đó. Cái lão tặc khốn kiếp chết tiệt này. Ngươi chửi nó đi, ta sắp điên lên rồi đó nha. Nếu không phải ông, nhân sâm tinh của ta đâu có chạy mất chứ. Coi ta có băm nát thịt của ông ra hay không. Ngươi lấy cắp nhân sâm tinh á, ngươi còn chết hơn ta nữa. Ngươi mới là tên cướp thật sự đó. Nhân sâm tinh đó đâu phải là của ông. Không biết xấu hổ. Ngươi mới không biết xấu hổ đó. Ta không biết xấu hổ. Được, chúng ta kêu thần đất thần núi ra đi, coi ai có lý. Được thôi, ngươi muốn kêu họ thì kêu đi, ta đâu có sợ. Ngươi không dám kêu hả? À, ta không đợi ngươi nữa đâu. Chà, ông mau trả hà thu ô lại cho ta. Trả cái gì? Không trả hả? Trời ơi, không ngờ ông lại lén ăn đồ của ta với tên súc sinh đó. Hả? À, trời ơi, lại thêm dầu vô lửa rồi. Cũng tạm hết đó. Đi yên. Không được đi. Hết rồi. Trời ơi, sao ngươi còn ăn nhanh hơn ta nữa vậy? Trời ơi, không còn giọt nào hết. Cái lão tặc khốn kiếp này, đứng lại. Trời ơi, sao cứ ngược? Khoan đã. Lão tặc khốn kiếp kia. Khoan. Đứng lại. Mau trả hạ thủ lại cho ta. Ta đi. Đứng lại. Đuổi đi. Đứng lại. Đuổi theo đi. Đứng lại. Ông đứng lại mau. Đứng lại. Đứng lại. Đuổi theo đi. Đứng lại. Đuổi theo đi. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Ông mau trả lại cho ta. Mau trả lại cho ta. Hết rồi. Trương quả lão tham ăn trong một dịp tình cờ đã lén ăn được hà thủ ô ngàn năm. Ông đã cưỡi ngược lừa bay lên trời, trở thành một trong 8 vị tiên trong Bát Tiên Quy Dị, làm tăng thêm quy lực trảm yêu trừ ma, trừ hại cho dân của Bát Tiên. Sắp tới rồi đó. Nè, quýnh đem vô trong đi. Mời tiếp khách đi ha. Dạ. Chúc mừng Tân Lan, chúc mừng Tân Lan. Ngày lành dài giờ cát vĩnh kết lưỡng đồng tâm, phu thê ngọt như mật. Đủ rồi Thái Hòa. Hôm nay ta tìm quýnh tới giúp ta. Quýnh đi giúp ta đi. Tướng quân à, hôm nay lẽ ra quýnh phải vui mới đúng chứ. Sao mặt mày bí xị như vậy? À, ta hiểu rồi. Thái phu nhân tiền trảm hậu tấu, quýnh còn chưa gặp được tân nương nữa phải không? Không sợ tân nương xuất thân thấp hèn, sợ mập ú, sợ chết người. Miệng rộng như tô, ăn nghèo người. Hả, mày thô mắt to sao lấy được? Còn hột mè chấm chấm treo trên mặt nữa. Cái ta lộ nhất là đức tính. Không hổ danh là phía tướng quân. Quynh yên tâm đi, thái phu nhân lựa chọn cẩn thận như vậy, nhất định sẽ lựa cho quynh một hiền thê lương mẫu mà. Nói gì quá. Thái phu nhân. Trường phòng.
Mẹ, Trường Phong, mẹ muốn dặn con gì vậy? Mẹ muốn nói với con, mẹ muốn nói với con cái gì? Trời ơi, mẹ thật sự vui mừng quá. Hôm nay mẹ thấy con thành thân, mẹ vui mừng tới nỗi không còn nhớ cái gì nữa hết. Trời ơi, mẹ, không biết mẹ muốn nói là gì vậy? Nói cái gì đây? Mẹ muốn nói cái gì? À, đúng rồi, đúng rồi. Nè, một chút nữa, con lúc rước tân nương, nhớ quét lên đầu của cổ. Sau này có chuyện gì, cổ cũng nghe theo lời của con hết. Đây là gì vậy mẹ? Cái này Lý là... Tướng Quân. Tân nương tới rồi kìa, đi thôi. Tới rồi sao? Rồi. Tốt quá, tốt quá. Trời ơi, tân nương tới rồi. Tân nương tới rồi kìa. Tân nương tới rồi. Tới rồi, tân nương. Tân nương tới rồi. Tân nương tới rồi. Má chết rồi, tân nương. Em muốn coi, em muốn coi. Ê, không được coi, không được coi. Tiếc thật, không cho coi. Đi, 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 đi. Thật ra thì mặt mũi của phu nhân. Em muốn coi. Ra sao đi coi. Đó. Ê, tiên cô. Thái Hòa. Thái Hòa tiếc cho cô lắm đó. Nếu như cô gật đầu, người ngồi trong tiệu chính là cô rồi. Quynh đang nói lung tung cái gì vậy? Tân Lan ra rồi kìa. Khi Tân Quân ra rồi kìa. Chúc mừng, 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 chúc mừng. Trời ơi, Thái Hòa nhân à, bà không được ra đây đâu, mau vô trong đi. Sẽ xuất khách đó. Con đưa cái này cho Trường Phòng giùm ta nha. Dạ. Mẹ, thấy phu nhân. Chạy mau, chạy mau. Mẹ, nghe thấy sao rồi mẹ? Ơi, phía Trường Phong. Sao vậy? Phải người nói người không sợ sao? Ngươi là ai? Mẹ ta phải bắt ngươi chịu phạt giùm ngươi. Mẹ, chạy mau đi, chạy mau, chạy mau đi. Từ mẫu khẩu tiên hồng. Mẹ, mẹ. Đạo sĩ Thúi kêu, thì ra là ngươi. Mẹ, ta không phải là đạo sĩ Thúi, ta là thần Thanh Ngưu. Thần gì chứ? Đừng có nói nữa. Thả mẹ ta ra. Thả mẹ ngươi ra hả? Ngươi coi ta là đầu ngốc sao? Mẹ. Tên đạo sĩ Thúi biết yêu pháp đó. Ta nghĩ huynh ấy không phải là đối thủ của tên đạo sĩ Thúi chứ đâu. Ta đi theo đi. Được. Mẹ ta đang ở đâu? Mau thả mẹ ta ra. Mẹ. 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 Trường Phòng. Mẹ. Mau cứu mẹ. Trường Phòng. Đừng không tin lời ta. Trường ta bắt Phòng, mẹ hối hận suốt đời. Huy. Huy. Mau thả mẹ ta ra. Trường Phòng. Cứu mẹ. Mẹ. Mẹ đừng làm người đó chịu. Thả mẹ ta ra đi. Mẹ. Trường Phòng. Mẹ. Cứu mẹ. Mẹ. Thầy gì bước cứu. Thầy gì đã làm liên lụy tới mẹ. Người muốn giết thì giết đi. Ta thật sự chịu hết nổi rồi. Hey, giết chết bà thì dễ thôi. Ta sẽ không để cho bà chết đâu. Phải từ từ hành hạ bà, để cho con trai của bà càng đau khổ thêm. Mẹ. Trương Quả Lão, ông ra đây đi. Trương Quả Lão. Trương Quả Lão, xảy ra án mạng rồi. Thái phu nhân đã bị Thanh Ngưu bắt đi rồi kìa. Trương Quả Lão. Trương Quả Lão. Trương Quả Lão. Trương Quả Lão, nhìn kìa. Trương Quả Lão, cái Trường Phòng có chuyện rồi. Cô không cần nói nữa, ta đã biết hết rồi. Bây giờ ta đã là tiên rồi. Có phải là thật không? Ta đang cởi lửa ở trên không trung. Người nói có thật không hả? Là sao? Vậy thì tốt quá. Ông mau cứu phí Trường Phòng đi. Đây là kiếp số của hắn đó. Làm sao có thể ông thấy chết không cứu chứ? Hắn sẽ không chết đâu. Sau 7-7-49 ngày, hắn tự nhiên sẽ không sao thôi. 49 ngày? Lâu như vậy mẹ của nấy sẽ không chịu nổi đâu. Đây là kiếp số, ta không có sửa được đâu. Nhưng mà nếu hai người muốn mau chóng cứu hắn á, thì có thể làm thử cách này. Cách gì vậy? Lấy lòng thành làm ông trời cảm động đó. Thấy Phật thì cúng, thấy lư thì thắp nhang. Có lẽ sẽ hóa giải được thôi. Cúng như vậy mệt lắm đó. Muốn cứu bạn thì phải vậy thôi. Nhớ đó, hai người phải đi hết các miếu lớn nhỏ trong thành thì mới tính đó nha. Vậy Quynh có đi không? Hả? Đi đâu chứ? Đi cứu bạn đó. Nhưng mà phải đi khắp các miếu lớn nhỏ trong thành. Ta... Quynh không đi thì thôi. Nè, đợi ta với. Đợi ta với.
cô à. Hay là chúng ta nghỉ chút đi nha. Cái gì? Chúng ta đã đi chậm lắm rồi. Nếu cứ như vậy, tới chừng nào mới cúng hết các miếu trong thành đây? Nhưng mà chúng ta đã đi một ngày một đêm rồi, sắt thép cũng phải nghỉ ngơi chứ. Mệt chết đi được. Không phải ngay cả phụ nữ như ta huynh cũng không sánh bằng chứ. Ê, đó không phải là vấn đề phụ nữ với đàn ông đâu. Vậy thì là cái gì? Là bởi vì cô thích Phí tướng quân. Huynh đừng có nói bậy đó. Không phải sao? Cô không thân thích gì với huynh ấy hết, tại sao lại nhiệt tình như vậy? Vậy huynh cũng đâu có thân thích gì với huynh ấy đâu. Là ta thiếu huynh ấy thôi. Ai kêu ta ham chơi, mượn son của cô quẹt lên mắt của con trâu mới có chuyện đó. À, ta tưởng là huynh cũng giống như ta chứ. Nè, ta là đàn ông mà. Đàn ông đâu có thích đàn ông được chứ. Huynh tưởng là trên đời này chỉ có tình yêu nam nữ thôi sao? Còn có tình bạn nữa. Hà Tiên cô này vì bạn bè lên núi đao xuống biển lửa không từ nan. Wow. Ta đã kêu cô đừng vô rồi mà. Quyền nữ nương nương sẽ không có ở đây đâu. Hay là chúng ta đi cúng miếu đại thánh đi. Miếu đó đông lắm đó. Đại thánh gia có 72 phép. Nếu như ông hiển linh thì chúng ta không cần vất vả như vậy rồi. Huynh đó, đừng có nói bậy nữa. Ta đi ngủ đi. Quyền nữ nương nương, Lam Thái Hòa lúc nãy không phải là cố ý, xin người tha thứ. Huynh ấy vì nóng lòng muốn cứu Phí Trường Phòng cho nên mới nói như vậy thôi. Nương nương, con biết bình thường tụi con không có tới cúng người, bây giờ có chuyện mới tới cầu xin người như vậy là không đúng. Nhưng mà con xin người hãy cứu Phí tướng quân với Thái phu nhân. Thái phu nhân bụng dạ Bồ Tát, còn Phí tướng quân lại là hiếu tử bậc nhất. Cầu xin Bồ Tát hiển linh cứu lấy họ. Sau khi cúng quyền nữ nương nương xong thì thanh kiếm này đã xuất hiện rồi. Xem ra kiếm này quyền mẫu nương nương tặng cho cô đó. Đa tạ quyền nữ nương nương. Có được thanh kiếm này thì con có thể cứu Phí tướng quân rồi. Sao ta lại lười như vậy chứ? Nếu ta thành tâm một chút thì có thể có kiếm rồi. Mọi người đều nói cúng đại thánh gia linh lắm, mình nghĩ chắc gạt người ta thôi. Mình hả? Quỳ tới đầu gối cũng bị trầy hết rồi. Người cũng đâu có ban bảo vật nào cho mình đâu. To gan! Người dám chửi ngoại họ tôn của người không linh sao? Ông là yêu hay là tiên vậy? Trời, dám nói ta là yêu sao? Nếu không phải nhờ ơn trước kia của người, ta đã đánh người 180 hèo từ lâu rồi. Chết rồi, thánh tăng Tam Tạng đâu có ở đây. Làm sao trị nổi con khỉ này chứ? Chết! Yeah. Người nói gì chứ? Cho dù sư phụ của ta niệm chú khẩn cũng vô ích. Ta giúp sư phụ tỉnh kinh về xong rồi, như là đã phong ta làm đấu chiến thắng Phật. Cẩn cô đã bị mỏ từ lâu rồi. Xin đại thánh ta tội. Xin cước đại tiên, sao người lại vô dụng như vậy chứ hả? Nè, người gọi ta là gì? Người không biết sao? Kiếp trước của người chính là xích cước đại tiên đó. Ngài nói ta là tiên trên trời hả? Đúng đó, chân to mà không có mang giày đó. Năm xưa lúc tăng trận bằng đào, còn dụ người ra ngoài giả mạo người tham gia đại hội bằng đào nữa, làm hại người bị các tiên chê cười. Ta bị nhốt dưới núi Ngũ Chỉ, một đồng ý thiếp người, mà người tới kịp lúc đã hắn văn đi luôn. Người đó có phải người có ơn với lão tôn ta không? Vậy tại sao ta lại xuống trần gian? Cũng tại người háo thắng. Người còn cá, nếu như người đi đầu thai chắc chắn sẽ thông minh hơn một đồng, thành tiên sớm hơn hắn. Ai ngờ người đã mọc thêm một cái xương lười, e là kiếp này cũng khó mà thành tiên rồi. Nè đại thánh gia, ngài mau giúp ta đi. Lẽ ra lão tôn ta không muốn là chuyện bao đồng đâu. Nhưng mà lão tôn càng nghĩ càng tức, đánh một đồng đó đã bị giáng xuống trần. Nếu như không phải có Đông Hoa giúp đỡ cho hắn thì với trí tuệ của hắn sao có thể chứ. Được, lão tôn ta sẽ giúp cho người ha. Vậy ta xin nhận ngài làm thầy. Ê, không được. Sao lại không được? Người đâu có trí tuệ gì. Không phải, ta nói chuyện ở tu thành tiên đó. Suốt ngày phải ngồi thiền, người này ngồi, người kia ngồi. Ê, có rồi, 3000 năm mà chính, ăn xong thành tiên.
6.000 năm mà 9 trường sinh bất lão, 9.000 năm mà 9 thiên địa tề thọ. Cứ quyết định như vậy đi. Nè, ngài đi đâu vậy? Ngươi hãy đợi ta, lão tôn sẽ giúp ngươi thành tiên liền mà. Cái bóng ở dưới nước rõ ràng là Đông Hoa thượng tiên mà. Tại sao ngài lại sợ mình nhìn thấy như vậy chứ? Tình kiếp ngàn năm, không lẽ điều ngài nói chính là bản thân của ngài sao? Tôn Ngộ Không, ngươi tới đây làm gì? Ông lão, bây giờ ta là đấu chiến thắng Phật, còn phải gọi ta một tiếng Phật gia chứ. Không biết hôm nay Phật gia tới có chuyện gì không? Chẳng lẽ lại muốn lấy trộm bàn đào nữa hay sao? Với thân phận ngày hôm nay của ta, còn phải lấy trộm sao? Hôm nay ta tới mượn một cách quang minh chính đại đó. Bàn đào là cực phẩm của tiên giới, làm sao có thể nói mượn là mượn được chứ? Ta nói mượn được là mượn được, chỉ cần ta nói với Dương Mẫu Nương Nương một tiếng thì đâu cần tiểu tiên nữ như cô đồng ý chứ. Ta là đấu chiến thắng Phật tìm ta sao? Tham kiến nương nương. Đã làm phiền nương nương. Thật ra có chuyện gì? Chuyện nhỏ thôi, tiểu tôn chỉ muốn mượn bàn đào của nương nương ứng cấp. E là chiến thắng Phật đã quên rồi. Lần trước ngài quăng 3 trái bàn đào xuống trần, tới nay tiểu tiên cũng chỉ tìm được 1 trái thôi, hơn nữa xém một chút đã mất mạng rồi. Trời, lần đó ta chỉ là vô ý thôi. Lần này ta lấy bàn đào là để giúp cho Lam Thái Hòa thành tiên, không phải là thèm ăn đâu. Đấu chiến thắng Phật không nói ta cũng biết mà. Vậy thì hay quá, dù gì bàn đào này cũng nhiều quá mà, lấy 1 trái cũng đâu có nhiều đâu. Bàn đào là cực phẩm thiên đình, làm sao có thể đem cho người phàm chứ. Vậy coi như tặng cho thần cũng được chứ. Nếu như ăn 1 trái bàn đào mà có thể thành tiên, không cần tu thân ngộ đạo, vậy không phải tiên quá dễ làm rồi còn gì. Hơn nữa làm như vậy cũng vi phạm thiên điều. Cô tiểu tiên nữ này, sao cứ chống đối với ngoại họ Tôn này vậy? Vi phạm gì chứ? Chẳng lẽ cô nhớ nhung thì không vi phạm thiên điều hay sao? Hả? Không có chuyện này. Dương Mẫu, đừng nghe chiến thánh Phật nói bậy. Lúc nãy rõ ràng ta nghe cô nói tình gì đó mà. Thánh Phật đâu cần phải làm khó tiểu tiên chứ. Thánh Phật đừng nói bậy nữa. Thành tiên đắc đạo cần phải tự thân tu luyện. Nếu dễ dàng như vậy, tiên nhân bị giáng xuống trần gian còn có ý nghĩa gì nữa chứ. Thắng Phật không có chuyện gì thì mời về, mẫu đơn tiễn khách. Dạ. Sao ngài còn không đi đi? Lam Thái Hòa, hắn chạy đi đâu rồi? Bỏ đi, bây giờ có thanh kiếm này rồi, nhất định có thể giết chết tên yêu quái đó. Không thể đợi được nữa. Hả? Là ngươi? Là cô? Yêu quái, ta phải giết chết ngươi. Lúc nào cũng kêu tôi là yêu quái hết. Ngươi còn nói ngươi không phải là yêu quái sao? Tiểu nhân sinh tinh dễ thương như vậy mà ngươi cũng ăn. Ai ăn? Ta không có ăn. Ta tin ngươi mới là lạ đó. Đó là chuyện của cô, giao lão già ra mau. Ngươi nói ai? Cái lão cùng cô đuổi bắt ta. Ông ăn trộm Hà Thu Ô ngàn năm của ta, ta phải tìm ông tính sổ. Trương Quả Lão, sao có thể chứ? Bây giờ ông mới đến thành tiên rồi. Bởi vì ông đã ăn Hà Thu Ô ngàn năm của ta cho nên mới thành tiên. Nếu không người thành tiên là ta rồi. Ngươi có thể thành tiên sao? Trương Quả Lão nói, ngươi do xuyên sơn giáp quá thành, ngươi là yêu. Đừng gọi ta là yêu nữa, yêu cũng có tốt mà. Ai kêu ta vừa sinh ra đã là xuyên sơn giáp chứ? Ta cũng đâu biết phải làm sao. Ngươi thật sự không có ăn nhân sâm tinh sao? Tặng nhân sâm tinh rồi còn ở đây sao? Nếu như không phải lão già đó ăn mất Hà Thu Ô ngàn năm của ta, thì công lực của ta đã tăng lên mấy trăm lần rồi đó. Nếu như ngươi thật sự là yêu tốt, thì ngươi đi giết một yêu đạo khác thì ta. Dựa vào cái gì? Ngay cả cô lại ta còn chưa biết. Lúc nãy cô còn muốn lấy kiếm đâm ta mà. Thì ta là Hà Tiên Cô đó. Sao hả? Giúp ta đi mà. Giúp cô thì ta được lợi gì? Nếu như ngươi giúp ta, ta sẽ đi tìm Hà Thủ Ô ngàn năm giùm ngươi. Nhân sâm tinh? Không được, Hà Thủ Ô. Nhân sâm tinh? Hà Thủ Ô đi. Hơi, không giúp thì thôi, ta tự đi vậy. Ê, ê. Hà Thủ Ô ngàn năm cô nói đó nha, quyết định vậy đi. Yêu đạo, dừng tay lại. Tiên nữ xinh đẹp ở đâu tới vậy ta? Hả? Hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi. Ta còn tưởng cô biết phi kiếm thuật nữa, thì ra một chút kiếm thuật cũng không biết. Cô hãy đi đi. Ngươi đừng đắc chí quá sớm. Xuyên sơn giáp đâu? Mau ra đây đi. Thank you.
Tân Ngưu đại ca. Đại ca. Mẹ không sao chứ? Đại ca, nếu như đại ca không chê thì sống ở đây vài ngày đi ha. Được thôi. Nè, giờ nhớ lại năm xưa chúng ta cùng nhau làm tặc dương. Trời ơi, tiểu mỹ nhân. Ê, tao nói tới đâu rồi? À đúng rồi, cũng tại cái ông Thái Thượng Lão Quân bắt ta về thiên đình, bắt ta làm đồ cưỡi cho ổng đó. Trời đất ơi, ta ở trên trời tủi nhục lắm đó. Vậy đại ca đã xuống đây như thế nào? Nếu không phải tên đồng tử chăn trâu ham chơi thì ta đâu có cơ hội chuồn đi chứ. Nè, đại ca cho đệ coi bảo vật này nè. Hả? Đây là gì vậy? Ê, cái này lợi hại lắm. Nó là dòng kim cang trên người Thái Thượng Lão Quân đó. Cho dù bảo vật nào đụng phải nó cũng đã bị tịch thu hết đó. Trời ơi, nếu nói như vậy thần tiên nào cũng không làm được gì đại ca rồi. Dĩ nhiên rồi, có nó rồi chúng ta sẽ có thể xưng bá thiên hạ. Chúc mừng đại ca. Đệ phải đa tạ chỉ dẫn năm xưa của đại ca, nếu không đệ cũng đâu có tu luyện được. Có gì đâu, có gì đâu. Còn nói mình là yêu tốt nữa, bây giờ không phải đã lộ nguyên hình rồi hay sao? Tiểu mỹ nhân không nói chuyện, xém chút ta đã quên mất nàng rồi đó nghe. Không được đụng vào ta. Đại ca, đại ca, đại ca, đệ. Lão đệ, tối nay cho đại ca mượn hang động này để thân mật với tiểu mỹ nhân một chút nha. Đại ca. Đại ca, đệ. Ta còn tưởng chuyện gì nữa, chỗ này không thành vấn đề, ta còn tưởng đệ thích cổ đó. Tiểu đệ lên tiếng đại ca nhất định sẽ làm được mà. Nè, bây giờ ta sẽ cho cô một cơ hội nha. Vậy đa tạ đại ca nể mặt nghe. Nhưng mà cô chỉ có thời gian một nén nhang mà thôi đó. Trong thời gian một nén nhang cô chạy được bao xa thì chạy đi ha. Sau một nén nhang á, ta sẽ không tha cho cô đâu. Trả lại bảo kiếm cho ta. Thanh kiếm nát này trả cho cô luôn. Nè, ngươi đang làm gì vậy? Sao hả? Ta nói sau một nén nhang thôi, chứ ta đâu có nói không được dùng miệng thổi đâu. Đi mau đi. Tiểu mỹ nhân, còn không chạy nữa thời gian một đứa nhang sắp hết rồi đó nha. Đông Hoa Thượng Tiên hẹn mình tới đây gặp mặt. Có phải là có chuyện gì muốn nói với mình không? Không lẽ... Phổ Đơn tiên tử, ta đã để cho muội phải đợi lâu rồi. Tốt quá rồi, phong cảnh hùng vĩ, lại có trái cây ngon như vậy nữa, và còn tiếng đàn tuyệt vời nữa, đúng là không phí cuộc đời mà. Hả? Hả? Đông Hoa Thượng Tiên. Nè, đừng kêu ta là Đông Hoa Thượng Tiên, ở đây là Trần Gian mà. Kêu ta là Đông Hoa huynh đi. Đông Hoa huynh. Vậy là đúng rồi. Hình như huynh... Hình như ta biến thành một người khác phải không? Thế chẳng lẽ mùi muốn ta giống như Đông Hoa ở trên trời, lúc nào cũng ra vẻ ta đây hết sao? Phải không? Rõ ràng cô muốn quyến rũ Đông Hoa chân nhân mà còn không thừa nhận nữa. Được, ta sẽ lấy bằng chứng của cổ. Đông Hoa ơi là Đông Hoa, cứ coi người ta kìa. Chỉ sợ hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình thôi. Chiếc lá đỏ đó có phải huynh để lại không? Chiếc lá Nếu như mùi đã hiểu vậy thì đâu cần phải hỏi nhiều nữa chứ. Trâm cài ở trên đầu của muội đẹp quá đi, nếu muội không nói ra được thì muội đưa tín vật cho ta cũng được mà. Hả?
tính vật. Ê, tôi bỏ đi. Từ cổ đa tình không dư hận. Coi như là ta không có nói gì đi. Ta không có nói gì hết. Đông Hoa huynh, muội cho huynh cái này nè. Đông Hoa, huynh Tôn Ngộ Không, sao lại là ngài chứ? Đấu chiến thân Phật Mỹ Hậu Dương là ông ngoại họ Tôn của cô đó. Thật là quá đáng mà. Tiểu tiện nghĩ với cô cứ cho mình đúng, còn nói xấu ta trước mặt Dương mẫu nương nương. Ý mình được cưng hả? Trả trăm qua lại cho ta. Ta không đưa. Làm hại ta mất mặt trước mặt Lâm Thái Hòa, ta cũng phải làm cô mất mặt luôn. Cái con khỉ chết tiệt, mau trả trăm qua lại cho ta đi. Còn chửi nữa, ta không trả thì sao? Cái này là tính vật định tình, đúng là xấu hổ quá mà. Trả cho ta. Tôn Ngộ Không, trả lại cho ta đi mà. Bỏ đi cái đâm này, để coi Dương mẫu đường đường có phạt cô hay không. Nè Tôn Ngộ Không, chạy đi đâu hả? Chạy đi, chạy nhanh đi, nhang này sắp cháy hết rồi đó. Đây tiện, ta đê tiện vậy đó. Đông Hoa chân nhân hả? Thanh Ngưu, ngươi còn gây nghiệt nữa sao? Tên nghiệt chướng này, ngươi dám xuống trần gian làm loạn sao? Ở trên trời làm trâu chịu đủ tủi nhục rồi, bây giờ ở trần gian ta không có sợ ngươi đâu. Con khỉ khốn kiếp, mau trả cho ta. Phụ đương tiên tử, ngươi còn dám chọc ta sao? Tôn Ngộ Không, con khỉ khốn kiếp, ngươi tưởng ta bắt bảy ngươi nữa sao? Ta đã yêu đó, vậy thì sao? Ta thích Đông Hoa đó, liên quan gì tới ngươi? Phụ đương tiên tử, sao cô có thể ăn nói lung tung như đừng vậy? Đừng có giả làm Đông Hoa giả ma giả quỷ để gạt ta. Lẽ ra ta phải nhận ra ngươi từ sớm, không trang trọng, không nghiêm túc. Đông Hoa đâu có tùy tiện như ngươi chứ. Con khỉ chết tiệt, rốt cuộc có trả cho ta hay không? Chiếc lá đỏ này là của ta. Mắc cười quá đi, mắc cười quá đi, mắc cười quá đi, mắc cười chết đi được. Thật thì tưởng giả, giả thì tưởng thật. Đông Hoa chân nhân là mẫu đơn tiên tử tặng cho huynh đó, tính vật định tình đó nghe. Trả lại cho ta. Ngày đến tìm cũng tặng cho huynh luôn rồi. Mau trả lại cho ta đi mà. Đỏ mặt rồi, đỏ mặt rồi. Còn hơn cả cái mông của ta nữa. Mẫu đơn tương tư rồi. Mẫu đơn tương tư rồi. Thượng tiên, đợi đã. Chiếc lá đỏ này không phải ngài cố tình để lại sao? Không phải. Ta không tin. Ta không tin ngài không có chút tình ý nào với ta. Nếu ngài không có tình ý gì với ta, vậy tại sao ngài nhìn thấy ta bị giao long ăn hiếp lại chịu mạo hiểm để bị xử phạt chứ, rồi bỏ chức vị để mà cứu ta? Cô đừng có nói nữa. Thân là tiên nhân thì phải tự luật, tiên không được yêu đương. Ngài sợ gặp phải tình kiếp ngàn năm, cho nên ngài muốn trốn tránh, không phải sao? Nếu như không phải, tại sao ngài sợ ta nhìn thấy cái bóng dưới nước? Chính là ngài chứ. Cô đã nhìn thấy sao? Ừ. Nói tình kiếp ngàn năm gì đó, ta nghĩ là duyên, chứ không phải kiếp. Không được nói bậy. Lá đỏ mà ngài để lại, tại sao không phải là các tiên tử khác lụm,
mà là mẫu đơn tiên tử ta lụm được. Đây không phải là duyên hay sao? Tình như là nước, nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền. Mẫu đơn tiên tử phải suy nghĩ cho kỹ. Ta đã suy nghĩ kỹ rồi, nhưng mà không dám thổ lộ với ngài, thậm chí chỉ dài ba chữ thôi. Nếu không phải Tôn Ngộ Không phá ta, ta cũng không biết ta đã phải lòng thượng tiên nữa đó. Nói bậy. Chẳng lẽ tu luyện ngàn năm lại bị quỷ trong chốc lát sao? Cô đừng quên rằng cô là tiên chứ không phải là người phàm, chữ tình không bao giờ được nói ra miệng. Nhưng mà duyên định ba đời mà. Tài kiếp ngàn năm, ta nguyện bị giáng làm người phàm, chỉ cần có thể ở bên cạnh ngài thôi. Hỗn xược, năm lần bảy lượt dám ăn nói lung tung với ta. Cô tự ý xuống trần đã vi phạm thiên điều rồi, lại còn ăn nói hàm hồ với thượng tiên ta nữa. Để ta chế phục thỉnh ngu xong, ta sẽ bẩm báo với Dương mẫu nương nương để cho người nghiêm trị cô.